nè, cái cốt này nó cũng có bụi nè, nhưng mà mình thấy nó đâu ướt đâu ha, mà nhìn nè, nó đâu ướt như cái cốt kia đâu, thấy chưa? Đó, xe này nó cũng có bụi đó, bụi này bụi thắng nè, rồi mỡ bò dầu nhớt nè, nó cũng tụ đây nè, nhưng mà rõ ràng cái ướt này nó khác ướt kia đó. Đó, như cái loại này là ron giấy, mình tháo ra thấy nè, mày em nhìn thấy không? Giờ mình nhìn nè, cái nhông này là nó có hiện tượng cũ là nó chạy bị vô nước nè, nó xét nè, nhưng mà mấy cái bạc đạn này cháy đen hết rồi đúng không? Nó cháy đen hết rồi, vậy thì giờ mình thay bạc đạn trước đi. À, mùi nhớt cũng nghe nó thúi thúi nữa, đúng không? Đó, nó bị vô nước đó. Rồi mình nhìn nè, mình mở ra mình nhìn cái bạc đạn này nè, rõ ràng bạc đạn này nó chỉ bị oxy hóa xét chứ không có dấu hiệu nhớt. Nam nhìn nhìn cái phốt đó, phốt với cái đầu cốt nè, cái cốt này mình nhìn rõ nè, cẩm cốt bên kia qua đây, nhìn hai màu cốt nè, cái cốt này có vẻ là nó có chui qua, còn cái cốt này có vẻ là nó là cái cốt non, nhìn nè, thấy không? Thấy hai cái màu không? Thấy không? Cái màu này, cái màu này không? Đồ này nhìn chất lượng, cầm trên tay là mình thấy cái chất lượng thép này nó chui đen, nhìn cái thép mình thấy nó cứng chắc hơn. Cái vật liệu ngày xưa nó tốt lắm. Rồi giờ với trường hợp xe này mình tháo ra, bây giờ á nó cũng lâu năm rồi, đây có cái lồng đền ở đây rồi, nó cũng lâu năm rồi, bây giờ á mình làm một cái việc là cạo hết bạc đạn này ra, thay bạc đạn thì cái này, cái phốt này nó cũng, mình rợ đây nè, nó cũng cứng rồi, cái miệng này nó cũng chai cứng rồi, thì mình thay cái phốt này luôn cho nó an toàn, bỏ phốt này luôn. Rồi thay bạc đạn thì những cái bạc đạn nào liên quan tới trục cốt này, ví dụ bạc đạn này là mình cũng phải bỏ luôn chứ không được tiết kiệm, bỏ hết bạc đạn. Có nhiều người thay bạc đạn này không thay thì nó cũng không hết bệnh đâu. Rồi thậm chí cái bạc đạn trục cốt bên này ra lóc nồi mình cũng phải thay luôn, tại vì nó liên quan tới cái cụm bạc đạn của giảm tốc cuối, là không phải sáu cái bạc đạn trong ổ này mà là kể cả bạc đạn ngoài lóc nồi hoặc là bạc đạn bên gấp, mà nếu nó có liên quan bên gấp này là thay hết. Tại em thay hết rồi mà bây giờ em chừa lại đúng cái bạc đạn này, giờ nó hú rồi sao em phân biệt được, đúng chị không? Thay là thay hết, bạc đạn là phải đồng bộ. Tại vì bây giờ cái bạc đạn bên này nó mới nè, nó ổn định lại, cái tự nhiên bạc đạn bên này nó cũ, nó có độ mòn, độ nghiêng, có phải là nó giặt lên đây không? Nó cùng một cốt mà, cho nên là khi mình thay là mình thay hết toàn bộ. Phải chưa? Thí dụ như đoạn này mình thấy hai cái phốt này chụp bụi để bảo vệ bạc đạn này. Nếu mà mình cảm thấy mở ra mà nó không còn ôm cốt nữa, nó mòn rồi thì mình cũng nên thay để nó đảm bảo an toàn. Cái này, cái nào cần thay thì mình thay, cái nào cần tiết kiệm mình tiết kiệm. Phải chưa? Đó thì như cái này giờ trước mắt nè, mình cạo ra mình thay hết bạc đạn, thay phốt đi, mình vệ sinh sạch, mình đổ nhớt vô. Cái tấm ron này nếu bây giờ mình gọi là mình muốn thử á, thì giờ mình cứ để nguyên tấm ron này, mình dán một lớp keo lên, rồi mình ụp vô mình chạy thử. Nếu nó im thì coi như mình tiết kiệm được tấm ron luôn. Còn nếu trường hợp mà nó không im thì mình đỡ tốn tấm ron, mình tháo ra mình cạo tấm ron này luôn rồi mình thay bộ láp là xong. À, vậy thì năm ăn năm thua nha. Cái đoạn này thí dụ được thì mình tiết kiệm cho khách được nửa đường, còn không được thì chấp nhận khách phải thay, nhưng báo là báo option cao nhất. Mình báo người ta 5 triệu nhưng mà mình sửa 2 triệu rưỡi 3 triệu người ta không sốc. Nhưng giờ mình báo người ta, mình vì lấy khách, mình báo ở cái này em làm bộ quà rạng láp 2 triệu rưỡi. Rồi cái gì mình nhận vô làm xong đã cái nó phát sinh lên, nó tại bị thì là nhưng là chết queo luôn. Ok không? Những cái đó không nên. Thà là mình báo cho nó cao nhưng mà mình sửa cho rẻ lại cho người ta. À, em sẽ cố gắng làm tiết kiệm nhất, nhưng mà nếu không được thì phải chấp nhận. Còn nếu mà được thì thôi, anh chị may mắn, em cũng may mắn luôn. Rồi ha. Rồi giờ đoạn này giờ lấy đồ cả bạc đạn này ra. Đóng nảy ra luôn phốt, đừng có nảy cái phốt ra, hiểu không? Để cho các bạn đạn đẩy cái phốt. Loại này đóng ngược bên, còn loại kia thì đóng qua này được. Đây, mình lấy ra ngoài. Rồi, bây giờ bạn nào đi lấy xăng rửa đi, rửa sạch cái đó. Đạn này khi mà lấy ra, các bạn cũng có thể á là nảy cái mặt bít này lên nhẹ, mình coi cái chất lượng mỡ bò trong này nó còn tốt hay không. Nếu trường hợp nó không tốt á, cái mỡ bò này thường á người ta bán á, người ta làm mặt đạn á, người ta xài cái loại mỡ bò cũng vừa phải thôi. Bây giờ nếu mà các bạn muốn mà cái mặt đạn mình nó bền, nó tốt hơn á, đây mình lấy cái đầu nhọn này mình nảy, nhưng mà mình nảy kỹ nha, đừng cho nó rách cái miệng của cái mặt bít, làm khéo á là được. Mình lấy nó lên, lấy về, rồi nhìn nè, cái mỡ bò này là mỡ bò thường. Bây giờ mình rửa sạch cái mỡ bò này đi, mình dùng mỡ bò xịn này mình bôi vô cái, mình đẩy mặt bít lại là cái bạc đạn này nó ok hơn. À, mình lấy một bên cũng được, hoặc là mình lấy hai bên cho dễ rửa cũng ok. Tương tự là mấy cái bạc đạn gì cũng vậy nè. Thì đối với quan niệm của mình á, mình biết là cái hãng làm bạc đạn á, người ta sẽ tiết kiệm chi phí, cho nên người ta cũng lựa chọn một cái loại mỡ bò nó tới một cái thông số nhất định thôi. Thì thật ra những cái mỡ bò tốt về nếu mà mua mà để vô thì chi phí sản xuất nó cao lắm.
Cho nên thường thường á mình tháo ra những cái gấp này nè các bạn, là mình hay lấy ra để mình vô cái mỡ bò xịn rồi mình bảo dưỡng mà lại bạc đạn, có nghĩa mình rửa bạc đạn rồi mình vô mỡ bò mới thôi, để cho nó ổn định hơn, cho nó êm hơn. Nó thì thường thường là mình sẽ làm như vậy, tại vì mình biết là những cái bạc đạn mà khi mà người ta ráp, đặt nhà máy đặt ráp á, những cái này á thì nó tới một cái giá nào thôi, chứ nó không thể nào mà giống như kiểu xịn hết mức. Thì cái cách mà người thợ chúng ta có thể làm cho nó hoàn thiện là những cái bước như mình hướng dẫn các bạn á, sẽ làm cho nó chỉnh chu hơn, cho nó được êm hơn, cho nó được mượt hơn. Tại vì mình biết đó là cái nhược điểm của nó thì mình khắc phục thôi. Đó, các bạn cứ rửa sạch sẽ, lau sạch sẽ ha, làm mấy cái này kỹ càng trong cái môi trường nó sạch sạch một chút. Đó, nó kính nè. Rồi bắt đầu lấy mỡ bò ha, mình ép vô. Mỡ bò này nó chịu nhiệt á, mỡ bò mobile này chịu nhiệt tốt lắm, lên tới 200 độ á. Ép mỡ bò vô, ép vô đầy luôn. Rồi sau khi để đầy vào đạn nè, chúng ta giọng nó một xíu cho nó xuống dưới, cho nó chui len lỏi dưới, rồi xay nó cho nó tra đều các khớp á, rồi cho nó len lỏi dưới. Rồi thêm cho tới khi nào nó đầy kính mặt lên. Đó, đảm bảo là bạc đạn này là bền luôn á, đi ngon lành luôn. Mấy bạc đạn này bên ngoài mà nằm thì nằm trong bộ láp thôi, nhưng mà thật ra là nó nằm phạm vi bên ngoài, tại vì phải lấy ngược thôi. Rồi xong các bạn đẩy này lại, vậy là các bạn đã bảo dưỡng bạc đạn này xong nè. Đó, rồi các bạn chỉ việc đóng cái bạc đạn này vô, rồi làm thêm cái phốt là coi như chúng ta khắc phục lại được đó. Giờ rửa cái lốc này vệ sinh thì cái lỗ thông hơi nó xì nhớt nè, nó xì ra đây nè các bạn. Đó đó, cái phốt nằm ở ngoài này, bạc đạn nằm trong kia, thì nó sẽ qua cái phốt nó sẽ xì ra cái lỗ này ra đây, còn cái lỗ này không thoát thì nó bắt đầu xì qua bên kia luôn. Cắt bớt cái này đi khoảng 3-5 ly, bấm bỏ, sau đó dặn ngược cái lò xo thâu nó lại. Rồi sau khi mình thâu nó xong á thì nó sẽ nhỏ hơn cũ một xíu, thì nó sẽ bóp cái môi này sát một chút. À, rồi mình để đây, nếu như cái phốt này xe này chạy ít nè, mình bỏ vô đây nó hít. À, nó hít nó ơn nè, đảm bảo nó kính nhớ nè, nó kính nè, nặng rồi nè, hồi nãy nó lỏng lét à, hồi nãy không có đúng không, nó lỏng lét à. Thì đó, đây là cái cách mình tiết kiệm. À, còn nếu mà trường hợp mà mình cái phốt này mua mắc lắm á, vô hãng mua mắc lắm á, tiết kiệm được. Còn nếu như trong trường hợp mà xe này chạy cũ mà khi mình mở ra mình rờ mấy cái môi này nè, nó bị cứng nó chai thì thôi mình giục đi. Còn nếu mà nó còn mềm á, mình đóng ra, đẩy cái bạc đạn đẩy nó ra luôn thì đâu hư gì đâu. Đó không? Rồi sau khi mình thử vô giày, mình thấy nó ôm, nó vẫn mềm, vẫn mượt, giày được rồi, là đảm bảo nó kín. Rồi mình cũng mở ra mình kiểm tra boe rồi thông mấy cái ống này đi, đừng để cho nó nghẹt nó bí, là nó không có bị xì nữa đâu. Làm cứ kỹ càng mình thử, ha, làm tới đâu thử tới đó, đút vô, ha, giờ đút vô nó hít nè, nó bó rồi nè, nó bóp nè, ha. Đó đó, nó hít rồi đó là được. Rồi, lau kỹ mấy cái này cát đất rồi, rồi. Đó, lau này sơ sơ đi, mình ráp mình test thử thôi. Nếu mà mình chạy một vòng mà nó không tươm nữa, mình bỏ lên, mình ráp xong mình rửa sạch xe nhớt chỗ này, mình chạy một vòng về mà mình thấy nó không tươm ra nữa là coi như là mình đã hoàn thiện. Đó, ok, nhẹ nhàng có mặt vô này, có mặt vô cái này, có mặt vô rồi. Cái này là mình vệ sinh cái mặt ốc xả nhớt. Đó, xiết mấy con này, lau mấy ốc này sạch sẽ. Rồi lấy chuẩn bị lấy xăng rửa, rửa mấy cái mặt này cho sạch rồi mới đáp vô. Rửa hai mặt nhớt á. Rửa cho sạch sẽ đàng hoàng đi tụi em. Hết dấu nhớt đi rồi mình hãy ráp vô, mình kiểm kỹ đi, mấy cái xe này mắc tiền của người ta mà.
cái vẽ này. Lấy giác lá đi. Đối với những cái xe đời cũ hay đời mới gì cũng vậy, mình xài cái thông số nhớt láp của LAC 85W140 á, để cái bộ láp nó được êm hơn đó các bạn. Nó có nhiều loại nhớt láp trên thị trường thì tùy theo cái quan niệm của từng người ha, của anh em. Anh em thích xài loại nào, riêng mình muốn xài nhớt đặc một xíu. Tại vì cái khí hậu nhiệt đới ở đây của mình á, là trong không khí nó có nhiều hơi nước. Thì cái nhớt láp này nó có phụ gia để mà bảo vệ không làm mấy bánh răng của mình nó bị oxy hóa, như trường hợp nãy các bạn thấy cái xe BS đó, cái nhông của nó bị oxy hóa đó các bạn. Thì cái nhớt này nó sẽ chống được cái oxy hóa mài mòn. Ngoài ra thì nó có những cái phụ gia nó bôi trơn và chịu cực áp cao á, tại vì trong cái bộ giảm tốc cuối này áp lực nó lớn lắm. Nó cho nên là cái việc mà phụ gia chịu cực áp nè, chống oxy hóa mài mòn nè, cũng như là đây. Thông tin nè, chịu cực áp nè, chống ăn mòn nè, tách nước nè, ổn định nhiệt nè, chống oxy hóa nè, chống tạo bọt. Cái chống tạo bọt nó quan trọng lắm nha. Nếu mà cái nhớt mà mình khi mà mình nổ máy lên tua cao nó tạo bọt á, thì bọt đó chính là cái phân tử không khí á. Thì trong không khí nó có hơi nước các bạn biết rồi, mà khi mà nhớt mà nó bị bọt lẫn như vậy thì nó sẽ làm cho cái nhông của mình bị oxy hóa. Đó là những cái lưu ý mà khi anh em chọn nhớt láp. Rồi ok, rồi em ráp lại đi rồi ra thử. Dung tích dầu giảm tốc cuối của chiếc xe này ha là 0.12 là được. Còn nếu như mình mở ra, mình rã ra, mình rửa sạch sẽ thì nó là 0.14. Còn thay á là các bạn thay 0.12. Đây, SH125-160 đời 2020-2021 của Honda Việt Nam nè. Đó. Cái mã của chiếc xe này á, cái phố này nó không có mắc đâu, nó có mấy chục ngàn thôi. Nhưng mà tại sao mình lại làm? Cái trường hợp thứ nhất là những anh em ở vùng sâu, vùng xa á, là không có liền đồ, thì cái này là cái cách làm mà gọi là tạm thời, nhanh gọn lẹ. Cái thứ hai, nếu các bạn mua cái linh kiện phụ tùng mới thì nó cũng giống cái này, vài bữa nó cũng bị, cho nên các bạn khắc phục lại. Còn nếu trúng trường hợp mà những cái Ford của mấy cái xe Ý á, xe cao cấp, xe mắc tiền á, thì nó lên tới con số 100 mấy 200 ngàn, thì một cái chi phí nó lớn. Cho nên cái nào tiết kiệm được, nếu mà mình là người thợ thì mình sẽ tiết kiệm cho khách hàng của mình. Đó là cái mình chia sẻ thôi nha các bạn, chứ không phải ai cũng cần làm theo đâu, tùy theo cái tư duy của mỗi người. Có nhiều anh em thợ mình cũng ít để ý cái vụ cái lỗ ống thông hơi á, thì những cái xe mà nó có cái ống thông hơi từ trên bộ láp nó đúc đây nè, các bạn nhớ nha, lâu lâu cũng phải kiểm tra coi á, tại vì bánh xe mình đây nè, bùn đất sình nó bám vô đây, hoặc là ngập nước á, ngập nước, nước nó dâng lên cái nó đẩy vô đây nè, nó nghẹt mấy cái đường ống này nè. Thì chính những cái nguyên nhân nghẹt những cái ống này nè, nó làm bể cái phốt nó xì ra đây đó. Đối với những cái xe mà nó không bị cái lỗi giống vậy thì chúng ta nên kiểm tra những cái ống thông hơi nha các bạn. Rồi chiếc xe ráp vô chạy thử nãy giờ, trời mưa chạy quá trời chạy. Đây cho mọi người xem. Thiệt ra nếu mà nó xì á là thấy liền. Lên nữa đi em. Lên nữa. Lên nữa. Cao đi. Nè. Nếu mà nó xì á là ở đây mình vuốt tay vô là nó có hơi nhớt rồi. Giờ là ok đó, chạy nãy giờ trời mưa luôn rồi đó, mà cái phần này nó không có còn cái hiện tượng lem nữa. Đó là một. Rồi qua đây. Rồi. Giờ tới bên này. Như cái xe này nè. Bây giờ á là mình có một cái bạc đạn này. Mình có một cái bạc đạn này. Mình có bạc đạn này. Còn hai cái bạc đạn này thì đang đợi. Còn cái bạc đạn này các bạn nhìn nè. Mình đã rất là nhiều lần nói với anh em rồi. Trong một bộ bạc đạn láp hoặc một bộ bạc đạn số thì chắc chắn sẽ có một cái bạc đạn số rất là đặc biệt. 060129 NTN TMB 201AC3. Các bạn thấy không? Nè, C3 nè. Em quay thấy được cái chữ C3 không? C3. Chắc là nhỏ, đúng không? Thì cái bạc đạn này á, là bạc đạn 6201 nhưng nó có mã C3. Thì mục đích trong một bộ láp á, luôn luôn một bộ giảm tốc cuối hoặc một cái hộp số xe máy thì chắc chắn các bạn xe nào nó cũng sẽ có một cái bạc đạn và nó gắn liền với chữ C3. Bạn nào còn chưa rõ cái vấn đề này cứ để lại comment đi. Nếu cần thiết mình làm video. Và mình cũng rất là nhiều video clip mình nói với anh em rồi, chưa chắc anh em thay SKS
chưa chắc anh em thay bằng đạn na chi xịn mà anh em thay vô là ra êm. Tại vì sao? Nếu như trong bộ bạc đạn mà nó có một cái bạc đạn số đặc biệt như vậy mà anh em không chịu nhìn kỹ, anh em mua sai mã số, chắc chắn gắn vô không bao giờ nó êm, nó sẽ gào, nó sẽ xào, nó sẽ hú, là nhiều vấn đề nó có thể diễn ra. Rồi, video clip ngày hôm nay mình chia sẻ một số cái bí quyết kinh nghiệm của mình để giúp anh em làm nghề tốt hơn, đặc biệt là bộ lắp xe ga, cũng như là cái vấn đề mà những cái bộ lắp xe 160 4 van nó hay bị. Và ngoài ra ở đây mình phát hiện nữa nè, các bạn coi nè, vật liệu nè. Đây. Em quay đây nè, em quay gầm này nè, em quay. Em quay được dưới không? Thấy không? Thấy này không? Thấy tay anh chị không? Thấy đây nè, nó chảy lem nhớt nè. Xe mười mấy ngàn chảy lem nhớt rồi nè các bạn. Đó, em quay nè, nè, cái ngón tay vậy nè, đây nghe đây nè. Nó ướt nè. Là ở đây nó bắt đầu nó xì nhớt, nó lem qua chân lòng rồi nè. Các bạn thấy không? Xe chưa được 20.000 cây nữa, xì tùm lum tà la hết mấy cái xin. Cho nên á, mình cảm thấy những cái xe đời mới bây giờ á, cái độ mòn vật liệu cũng như là cái độ ổn định của cái những cái phụ tùng á, nó không còn như cái xe xưa nữa. Đó là cảm nhận cá nhân của mình thôi, còn biết anh em nghĩ sao. Rồi, thì cái chia sẻ mình đến đây thôi. Hy vọng là với cái kinh nghiệm này sẽ giúp anh em làm nghề tốt hơn. Mình xin phép được dừng cái video này lại tại đây. Nếu như mà các bạn cảm thấy hay, các bạn nhớ like và subscribe kênh, và cũng đừng quên ủng hộ kênh bằng việc xem quảng cáo. Xin chào và hẹn gặp các bạn ở video lần sau. Mình có để cái link Facebook lucio.nguyen.31 ở dưới. Anh em nào có ban xe cộ cần thông tin thì có thể nhắn tin cho mình. Khi nào có thời gian rảnh thì mình sẽ trả lời anh em. Xin cảm ơn.